Chào cả nhà, mình là Thu Hường. Video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách gấp áo dài để không bị nhăn. Tuy nhiên thì có những cái chất liệu vải nó rất là nhăn, hoặc là sau khi các bạn giặt thì không tránh khỏi nhăn. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là áo dài sao cho nhanh nhất và dễ nhất. Bởi vì cái vải áo dài rất là mỏng, cho nên là để cho an toàn nhất thì các bạn dùng cái bàn là cây đứng, hơi nước cây đứng đây, rất là tiện, rất dễ. Chỉ cần các bạn bật bật là nóng, hơi nước bốc lên và các bạn cứ thế di từ trên xuống. Các bạn biết áo này là cái chất tơ tằm Hà Đông, rất dễ bị nhăn, mặc rất mát nhưng mà rất nhăn, cho nên mỗi lần các bạn mặc các bạn đều chỉ việc bật nóng và di từ trên xuống. Các bạn miết chặt vào. Trên xuống, cứ thế ta di chuyển. Thân áo các bạn cũng di từng trên xuống. Bên tà thì các bạn hãy di từ dưới lên, bởi vì tránh nó bị xéo, nó xô canh vào. Các bạn bên tà thì các bạn hãy di từ dưới lên. Chọn cho các bạn di từ trên xuống. Phần gấu thì các bạn di ngang, các bạn có thể kẹp nó vào nếu mà nó bay. Riêng phần gấu thì các bạn di ngang, các bạn dơ cao một chút bởi vì cái bàn lá cây thì cao thì hơi nước nóng nó bốc lên rất nhiều hơn là khi phần tà các bạn di ngang, thân sau cũng vậy. Di từ trên xuống. Đây là chất liệu tơ tằm Hà Đông, là nhăn nhất trong các loại lụa. Bình thường các cái chất khác thì chỉ cần các bạn giặt rũ phơi, giặt tay sau đó rũ phơi là nó đã tự phẳng rồi. Tuy nhiên thì cái chất tơ tằm này rất là nhăn, cho nên là mỗi lần mặc các bạn đều phải giặt xong và phải lại. Tương tự cái thân sau các bạn cũng là từ trên xuống như vậy. Chạm vào là nó sẽ tự động
nhang rồi. Các bạn chỉ mỗi lưu ý là cái phần tà thì mình vuốt từ dưới lên thế thôi. Đó, bên tà. Phần gấu thì các bạn làm ngang. Thế là tà đã xong một bộ áo dài. Còn đối với các bạn là thông thường thì các bạn chỉ có một lưu ý nhỏ. Đó là các bạn để chế độ vừa phải. Và trước khi là thì các bạn nên thử độ nóng trước và để ở cái mức trung bình. Nếu như để an toàn và có nếu có và làm mà có chế độ hơi nước thì ta hãy bật chế độ hơi nước. Và để an toàn hơn thì các bạn hãy sử dụng một miếng vải mỏng trắng để lót lên trên bề mặt của chiếc áo dài là thì rất là an toàn. Video này thì đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.